Vào một buổi tối năm 2009, nữ họa sĩ trẻ tuổi người Hàn Quốc tên Mi Kyan Lee đang trong lúc thành tín cầu nguyện, bất ngờ cô nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện ra. Ngài nói, ta sẽ cho con thấy một cảnh tượng còn sâu sắc hơn cả thiên đàng. Sau đó Chúa đã mang cô đến thăm một nơi khiến cả đời cô không bao giờ quên được, địa ngục. Sau đó Ngài yêu cầu cô hãy đem những cảnh tượng mà mình nhìn thấy vẽ ra để cảnh báo thế nhân chớ trông vô minh mà phạm tội. Họa sĩ Hàn Quốc được Chúa Giê-xu dẫn đi xem địa ngục, 10 bức tranh khiến thế gian kinh hoàng. Hôm ấy Mi Kyan đã cầu nguyện cùng Chúa suốt đêm. Hơn bao giờ hết, cô cảm thấy trong tâm tràn ngập lòng kính yêu Chúa. Trong lúc đắm mình trong lời cầu nguyện, đột nhiên cô thấy Ngài xuất hiện. Mi Kyan kể lại rằng mọi việc xảy ra thực sự rất thần kỳ và bất ngờ. Ngài nói với tôi, ta sẽ để con biết những điều bí ẩn thầm kín. Tôi cứ nghĩ rằng Chúa sẽ đưa mình đến thiên đường. Tuy nhiên, nơi tôi tò mò chờ đợi đó là địa ngục. Nữ họa sĩ sau đó theo chân Chúa xuống địa ngục. Tại đây cô chứng kiến những cảnh tượng rất chân thực mà cả đời cô cũng không thể quên được. Có cả những người quen của cô đã qua đời. Họ đều đang ở một nơi bí ẩn sâu thẳm, không ai quan tâm, không ai cho họ tình yêu thương và sự che chở. Nhưng họ vẫn sống và chịu đủ mọi giày vò vì linh hồn bất diệt. Cô nói, khi theo Chúa tôi đã khóc nức liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ la hét và âm thanh của than khóc. Con người dù đã chết, nhưng linh hồn của họ thì không hề bị diệt vong dựa trên những gì họ đã làm khi còn sống. Sau khi xuống địa ngục, họ sẽ phải chịu đựng rất nhiều những hình thức tra tấn khác nhau trong vực thẳm địa ngục. Sau đó, Chúa Giê-xu còn cấp cho cô khả năng đọc được suy nghĩ của những con người ở dưới đây. Những người ở dưới địa ngục đều được giữ lại những ký ức khi còn sống, bao gồm cả những người thân yêu và tên riêng của họ. Và tôi thấy rằng họ đang rất lo lắng cho gia đình và bạn bè của mình cũng sẽ rơi vào địa ngục. Trải nghiệm kinh hoàng nơi tăm tối. Bắt đầu trạm đầu tiên, Thiên Chúa cho cô thấy cảnh tượng con người bị rơi xuống hỏa ngục. Nơi đó Mi Kyan nhìn thấy từng nhóm người số lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt. Bọn họ vừa gào thét vừa rơi xuống ngọn lửa cao gần 10 mét. Khắp nơi chốn đều chìm trong biển lửa, người bị thiêu hủy trong thống khổ mà gào thét. Sau đó Ngài buồn bã nói với cô rằng, ta đã nhìn thấy vô số người bị rơi xuống biển sâu vĩnh cửu của lửa địa ngục mỗi ngày. Con hãy nói cho mọi người những gì con đã chứng kiến để họ biết địa ngục khủng khiếp như thế nào. Con hãy vẽ lại cảnh địa ngục như thể con đang ở trong trái tim của ta và vẽ chúng với trái tim đau đớn của chính ta. Cảnh tượng thứ hai là một người đàn bà thân thể trần trụi với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Rất nhiều con rắn độc đang điên cuồng chui vào miệng bà, khiến hai mắt bà trợn ngược lên đầy kinh hãi, như muốn nôn hết ra ngoài mà không thể. Những con rắn háu đói tranh nhau ngấu nghiến phần thịt bên trong thân thể bà, khiến bà đau đớn không ngừng nghỉ. Cảnh tượng thứ ba là ma quỷ đang cố kéo đứt hai chân và phá hủy khung xương của một người đàn ông. Trong tiếng la hét kinh hoàng, ông ta cầu xin được tha tội trong tuyệt vọng. Cảnh thứ tư là ma quỷ đang rót lưu huỳnh nóng vào miệng của một người đàn ông. Người này đã không còn sức phản kháng mà chỉ có thể chịu nuốt lưu huỳnh. Đây là hình phạt cho những người ăn và uống những đồ cấm như ma túy, vân vân. Cô cũng được cho thấy cảnh tượng trên nhân thế. Mỗi khi con người hút thuốc lá hay uống rượu, thì trong cồn hay khói thuốc lá của họ đều là hình tượng của những con rắn đang lấp đầy bên trong đó. Cảnh tượng thứ năm là địa ngục dành cho những kẻ bắt cóc, giết người, hiếp dâm, bị giày vò. Địa ngục có vô số nhà tù trong phòng giam liệt hỏa, thiêu đốt. Nơi đây có rất nhiều những con rắn độc khổng lồ đang bò quanh. Chúng cắn xé người như trò chơi. Trong tiếng la hét kinh hoàng, những con quỷ địa ngục với cái lưỡi chẻ đôi như những con rắn, chúng dùng một cái mô đâm và thọc thủng thân thể người một cách nhẹ nhàng. Trong đó có một người phụ nữ đã bị chiếc mô đâm thủng hoàn toàn. Còn những người đam mê trụy lạc về tình dục sẽ bị những con quỷ dùng giáo xuyên qua bộ phận nhạy cảm, khiến họ đau đớn và la thét trong thống khổ không dứt.
cảnh tượng thứ sáu là con người với thân thể bị dòi bọ gặm nhấm, hủy hoại. Tại đây, cô chứng kiến hai người đàn ông da trắng, tuổi đời còn rất trẻ cùng bị rơi từ trên vách đá địa ngục nhưng vừa hay bám được vào một vách đá. Trên người của họ đầy những con dòi địa ngục to và hung hăng hơn những con dòi trên nhân thế rất nhiều lần. Chúng chui rút qua lại và gặm nhấm cơ thể họ, khiến cả hai đau đớn tột độ. Họ phải dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Trong đó, có cả những người trên nhân thế từng là người thân của nhau, có thể là con cái, cha mẹ. Nhưng khi xuống địa ngục thì nỗi đau khiến họ không còn yêu thương đối phương nữa. Tôi thấy một người phụ nữ và đứa con trai đã chết. Ở địa ngục họ không còn yêu thương nhau nữa vì nỗi đau không thể chịu đựng được. Họ sẽ làm mọi cách để thoát khỏi sự giằng vặt, thậm chí bằng cách dẫm đạp lên nhau. Cảnh tượng thứ bảy là con người bị côn trùng phá hoại thân thể. Những côn trùng này là dành cho những người chứa đầy những suy nghĩ và kiến thức bất hảo khi còn sống. Những người này khi xuống địa ngục, cơ thể sẽ bị bao phủ bởi vô số dòi bọ. Toàn bộ cơ thể, mặt, mũi, tai, miệng họ bị những con côn trùng lớn cắn xé và chui ra, chui vào. Cảnh tượng thứ 8 là một người phụ nữ đang bị dòi bọ phủ kín đầu. Chúng ngấu nghiến ăn thịt của bà một cách điên cuồng, khiến một phần hộp sọ bị lộ cả ra ngoài. Những con dòi bọ này còn làm tổ nhiều nơi trên thân thể, khiến bà ngứa ngáy đến mức đã tự mình không ngừng gãi đến tróc cả da thịt và lòi xương. Cảnh tượng thứ 9 là một người da trắng thường hay nói dối lúc còn sống. Khi chết, ông đã bị hai con quỷ tra tấn. Một con thì banh miệng và giữ chặt người đàn ông lại, còn một con thì xúc đầy than nóng trong một cái xẻng và nhét đầy vào miệng, khiến ông ta vô cùng thống khổ và gào thét trong đau đớn. Cảnh tượng thứ 10 là hình ảnh một người đàn ông từng lấy trộm tiền đã chịu cảnh ở dưới địa ngục chịu thống khổ trong nhiều thập kỷ. Toàn bộ cơ thể của ông, bao gồm cả đôi mắt, đều bị hàng ngàn cây kim độc châm vào người, giống như một cây xương rồng khiến ông ta liên tục đau đớn và cũng không thể ngồi hoặc nằm xuống nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Cảnh tượng thứ 11 là một nơi trong địa ngục, nơi đó những người đàn ông lừa dối bạn đời của họ hoặc những người đồng tính, lưỡng tính, họ đều bị những con quỷ xuyên thủng bởi dao và giáo. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong vô số những điều kinh khủng dưới địa ngục được Mikaeli kể lại. Cô cũng được Chúa cho thấy những hiện thực sa đọa nơi chốn nhân gian mà con người ngày nay vẫn đang đắm chìm trong nó. Chúa đã cho tôi thấy kết cục của những người xem thể loại phim bạo lực nơi thế tục. Ma quỷ thực sự đang hành hạ tâm hồn của họ, nhưng không ai trong số họ nhận ra điều đó. Sự thật là hiện nay giải trí và văn hóa đều tràn ngập những bạo lực, tình dục cùng những tuyên truyền tà ác, kích động được thể hiện trên những phim ảnh, thậm chí là có ở phim hoạt hình. Từ người trưởng thành cho đến trẻ nhỏ đều bị nhấn chìm trong đó. Nó khiến con người từ đó bị ô nhiễm, lệch lạc nhận thức về đạo đức rồi dần dần dẫn đến hủy hoại. Mikaeli nói, tôi nhìn thấy con người xem những cảnh đó trên TV thì khi đó linh hồn họ cũng đang bị giày vò và đau đớn. Cô cũng nhấn mạnh rằng khi Chúa Giê-xu chứng kiến những tội lỗi do con người gây ra, Ngài đã khóc. Sa-tăng và những con quỷ của hắn sẽ trói chặt cơ thể của những kẻ tội lỗi rất chặt bằng xích sắt và chúng sẽ kiểm soát cơ thể con người. Do đó những kẻ hay phạm tội sẽ ngày càng dấn sâu hơn vào tội lỗi của mình. Cho nên tôi cầu xin các bạn đừng phạm tội, đừng muốn sao thì sống vậy. Ở địa ngục, nỗi đau đó rất khủng khiếp, các giác quan còn sống động hơn hàng trăm lần so với cõi trần này. Cô cũng cảnh báo con người rằng hầu hết mọi người đều có quan niệm sai lầm về địa ngục. Họ si mê và cho rằng họ chỉ cần tin vào Chúa Giê-xu thì sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Một số người thậm chí còn cho rằng sẽ chẳng có gì sau khi chết, do đó họ luôn tìm cách sống sao cho thoải mái nhất. Mikaeli cũng nhìn thấy những người đang sống trong xã hội ngày nay chính là đang vô tri mà bước trên con đường hướng xuống địa ngục. Một người sau khi chết đi tới thế giới diệt vong cuối cùng, tất cả đều là đầy đọa khủng khiếp. Chỉ khi con người ta rơi xuống hoàn cảnh này thì mới ý thức được. Sau cùng, Chúa cũng yêu cầu cô hãy vẽ lại cảnh tượng của địa ngục để cảnh tỉnh con người thế gian. Ngài nói với cô rằng, nhân loại phải biết sống đạo đức, không tiếp xúc với những thứ xấu, chỉ tiếp xúc với những gì lành mạnh và tốt đẹp, cố gắng làm nhiều việc tốt,
Có như vậy mới giúp bản thân mình tránh khỏi cảnh đày đọa trừng phạt nơi địa ngục bởi vì những hành vi sai trái mình gây ra. Hành trình xuống địa ngục của Bi Kain có thể nói là bi thảm và rợn tóc gáy nhất kể từ khi cô được sinh ra. Cô đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Bất kể ai có thành tựu vĩ đại trên thế gian, họ giàu có hay những người nổi tiếng, nếu không có đời sống trong sạch và không biết đến thần, họ sẽ xuống địa ngục. Bạn đừng nên nghĩ rằng mọi người sau khi chết có thể đi đầu thai bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu số phận đau khổ phải chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời, nơi phải đến sau khi tự sát sẽ là vực sâu. Thà rằng chịu khổ nạn nơi thế gian, hãy cầu xin thần giúp đỡ và chỉ ra lối thoát. Những thủ đoạn của ma quỷ đối với con người dưới địa ngục là cực kỳ tàn nhẫn. Nhân loại cần có một cuộc đời trong sạch, ngay chính mới có thể nhận được sự cứu rỗi.